Dạ vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào bác nhé. Hiện tại là buổi chiều của những ngày cuối năm năm 2022 đây. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là vừa hoàn thiện xong đấy, một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng, đấy, mẫu bàn ghế quốc dân, đấy, đơn đặt hàng của vị khách ở tại Yên Lập. Và trước khi bàn giao khách hàng em có quay lại video clip ngắn, thì cũng đã rất lâu rồi bên xưởng là không lên video giới thiệu những bộ Tần Thủy Hoàng với khách, bởi vì là cái mẫu nó quá phổ thông rồi. Đấy, thì hôm nay thì có một bộ thì xe nó vẫn chưa đến, thì nhân tiện đây em quay lại giới thiệu lại đấy. Một số bác quan tâm nhưng mà toàn những clip đi bàn giao thôi, chưa có clip nào để giới thiệu lại chi tiết, thì quay lại cho các bác xem. Bộ Tần Thủy Hoàng thì là bao gồm có 6 món các bác ạ. Bao gồm 6 món. Đó, đây một chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này có kích thước là dài là 24, sâu 60. Đấy. Sâu 60. Bên cơ sở là làm là yếm liền nhé. Đó, yếm liền, mặt ván liền. Gỗ thì các sản phẩm này đều được chọn lọc, gỗ rất sạch đẹp. Ánh sáng hơi tối một chút nhỉ. Có lẽ ánh sáng hơi tối một chút. Đó, và là toàn bộ phần vách thì các bác có thể xem và chiêm ngưỡng, em quay gần quay chậm cho các bác xem nhé. Đó, bốn vách là đục là nhà tứ quý, tùng trúc cúc mai. Đó, hàng bên xưởng em là hoàn thiện thì là cực kỳ là nhẵn mịn. Đây em quay cận cảnh. Đó, quay cận cảnh. Chân tơ kẽ tóc các bác xem thì là hàng bên cơ sở là nhẵn mịn. Rất là sạch đẹp, sắc nét. Đó. Quay chi tiết các bác xem này. Đó. Hiện tại là ánh sáng nó hơi tối một chút. Đó, các bác xem. Chiếc ghế dài này là 2m4 này, cột 12 này. Chất liệu gỗ hương đá này. Đó, phía bên này là chiếc ghế nhỏ này. Chiếc ghế nhỏ này thì có kích thước là phủ bì chiều ngang của nó là ngang là 1m. Ngang 1m. Mẫu bàn ghế quốc dân. Bán cực kỳ chạy luôn. Đó, bán chạy nên là ít khi giới thiệu tay liền các bác nhé. Bán chạy nên là em ít khi giới thiệu mà có quay lại cái clip bàn giao cho khách hàng thôi. Rất là đẹp, rất là nhẵn mịn gỗ này các bác này. Gỗ rất là đẹp luôn, bóng này, bóng lì luôn. Đó, đây là bóng mờ thôi, bóng mờ như là ánh như này, làm rất kỹ các bác nhé, làm rất là kỹ bóng ánh như vậy luôn. Đây. Đó. Đó, các bác xem. À, phía bên ngoài này là chiếc mặt bàn này, chiếc bàn này kích thước mặt của nó là 70 x 1m4, có đục một bức tranh. Đây là bức tranh thuận buồm xuôi gió. Đấy, phía bên này là có đôi chim hạc này, cây tùng này. Đó, đây là một đoàn thuyền ra khơi. Đấy, thể hiện cái mong muốn cho các bác là mà làm ăn thì là mọi công việc đều là xuôi chèo mát mái, thuận buồm xuôi gió. Rất là đẹp, rất là kỹ nét các bác nhé. Hàng rất là kỹ nét, gỗ sạch đẹp. Đó, chiếc ghế nhỏ đây. Bộ ghế này của khách hàng tại Ngọc Lập, Yên Lập. Thì em vẫn chưa xem lại hóa đơn nên là chưa nhớ tên khách hàng. Đó, các bác xem. Ngoài ra còn hai chiếc đôn để đầu bàn và chiếc đôn ngồi. Chiếc này thì có kích thước là 70 x 40. Cái đôn ngồi này là 40 x 40 các bác nhé. Đó, và giá sản phẩm thì em vẫn báo giá công khai tại website đồgỗtùng8.com. Đó, các bác có thể quan tâm thì hãy truy cập vào website đồgỗtùng8.com. Đó, để xem cái giá sản phẩm. Vì thực ra em báo giá ở trên video này nhiều khi là cái thời gian quay video ấy, nó có thể là từ rất lâu các bác xem video này, nếu nó không đúng thời điểm thì em có đăng giá tại đồgỗtùng8.com tại website, thì các bác vào đó nhé, em sẽ cập nhật giá ở trên đó. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Quý vị quan tâm thì có thể liên hệ theo hai số điện thoại trên màn hình.